Đi khám bệnh theo lời mời khám bệnh miễn phí tri ân, thế nhưng thực chất là phòng khám chỉ khám qua loa rồi bán thực phẩm chức năng với giá gấp vài lần cho đến gần 10 lần. Nhiều hội viên hội sinh vật cảnh tỉnh Nam Định chủ yếu là người cao tuổi đã nghỉ hưu. Nhóm phóng viên thời sự đã về địa phương để tìm hiểu cụ thể về câu chuyện này. Ông Tổ hơn 70 tuổi, một trong những hội viên có kinh nghiệm nhất của hội những người chơi cây cảnh tỉnh Nam Định. Ông và nhiều hội viên khi thấy thông báo từ hội đi khám bệnh và tầm soát ung thư miễn phí nên tham gia. Thế nhưng theo ông phản ánh, khi đến nơi các hội viên chỉ được lấy máu xét nghiệm và khám chân phải. Sau đó được chuyển sang một căn phòng giới thiệu và bán thuốc cùng các thực phẩm chức năng. Cái triển khai trên cái phạm vi toàn tỉnh, và hôm ấy người ta còn nói là triển khai trên toàn miền Bắc, chỉ trừ có thành phố Hà Nội. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào cái lòng nhân ái của họ, tức là khám chữa bệnh miễn phí. Bán thuốc và thực phẩm chức năng nhưng không có hóa đơn. So sánh giá của người dân mua theo phản ánh và giá niêm yết tại nhà thuốc đều chênh lệch từ 3 đến 9 lần. Đây 2 triệu rưỡi đấy. Người dân mua một được tặng một, thậm chí 2 đến 3 hộp. Chỉ riêng huyện Giao Thủy hơn 100 người tham gia. Phòng khám chia các hội viên của các huyện thành từng nhóm tư vấn riêng lẻ, không cùng thời điểm trong suốt 3 ngày. Nó moi móc cái tập thể đó, có tiền không, ông có tiền, ông bà có tiền không, các thứ vân vân. Không có thì ông nào có tiền cho mượn, các thứ vân vân. Theo tìm hiểu của phóng viên Alo Chào Buổi Sáng, vào tháng 5, một người tự xưng là người của phòng khám đa khoa Việt Đức có địa chỉ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã mang giấy giới thiệu tới gặp lãnh đạo hội sinh vật cảnh của tỉnh mời tham gia hoạt động khám bệnh tri ân. Lãnh đạo hội giải thích lần đầu tiên biết về phòng khám và do không tìm hiểu thêm, chỉ muốn có các hoạt động kết nối các thành viên trong hội nên đã làm công văn giới thiệu để hội viên tham gia. Nếu mà không rõ thì nguồn gốc căn cứ thì mình tham gia cái việc này. Có mấy xã ở đây là không có kết quả xét nghiệm máu. Bởi vì là người ta không biết là cái việc chuyển giao như thế nào thì không đến tay cái người mà khám bệnh. Kết thúc buổi được cho là khám bệnh miễn phí tri ân. Khi người dân hỏi những kết quả xét nghiệm thì được đưa ra những tờ giấy này. Trên tờ giấy này thì hoàn toàn không có những dấu xác nhận của bệnh viện. Thậm chí là rất nhiều thông tin còn sai lệch, giới tính cũng nhầm từ người nọ sang người kia. Và rất nhiều người dân khi tham gia thì đều cho rằng là những kết quả này hoàn toàn không có cơ sở và cũng không có giá trị gì cả khi mà quá nhiều thông tin bị sai lệch như vậy. Vậy là những mong muốn của người dân về việc đi một chuyến để kiểm tra tình hình sức khỏe cũng như tầm soát ung thư đều đã không thể thực hiện.